cuộc sống mẹ bỗng đổi thay, một nỗi khát khao vô bờ khiến lòng mẹ luôn thao thức. Mẹ muốn thấy con nô đùa, ruộng xa tiếng ca tiếng cười, sống vui tuổi thơ. Dù có vết thương chưa lành vì đã đổ vỡ tình duyên, mẹ vẫn giấu chôn riêng mình, không để lòng con tê tái. Mẹ muốn giữ con an lành, được sống mãi trong êm đềm dẫu bao khổ đau. Mẹ xin gánh mang, yêu con nhiều lắm, như bông trang đỏ thắm. Cho dù tháng năm bao mùa mưa nắng không hề phôi phai, yêu con nhiều lắm, con ơi, con ơi. Anh Khang, em muốn hỏi anh về chị Chương. Sao em biết chỗ này? Em có đến một lần rồi. Em đã tới đây để gặp Hồng Thu à? Em đã nói gì với cô ấy mà khiến cho cô ấy bỏ đi như vậy? Em chỉ cầu xin chị ấy tha thứ. Em bị thương sao? Chị Thu nhầm em là chị Chương. Cô ấy đã làm gì em? Chị ấy chọi đá. Rồi em có sao không? Vết thương cũng gần lành rồi, nhưng mà ba mẹ sợ lắm. Ba mẹ sợ chị ấy trả thù. Anh xin lỗi. Anh Khang, anh có gặp chị Chương không? Cô ấy bị điên. Vậy chị Chương, chị có khỏe không anh? Ba mẹ ở nhà lo lắng cho chị ấy nhiều lắm. Em nhìn thấy như vậy rồi ba mẹ lo lắng, em chịu không nổi. Anh Khang, anh có biết chị Chương đang ở đâu không? Em đừng hỏi nữa, cô ấy sắp bị bắt. Để em về báo cho ba mẹ hay là chị vẫn ổn. Vợ tôi đã về chưa vậy? Dạ rồi. Cảm ơn cô. Hồng Thu. Hồng Thu ơi. Thu ơi Thu. Hồng Thu. Anh đi tìm em khắp nơi. Mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Em gọi điện thoại cho anh hoài không được. Em cứ tưởng anh bỏ đi luôn rồi chứ. Anh xin lỗi. Anh sẽ giải thích sau.
Bây giờ em đi ra đi, đừng ngâm mình như vậy nữa, em sẽ bị cảm lạnh đó. Em không sao, anh cho em nằm đây một chút đi. Mấy hôm nay em đi đâu vậy? Em ra bờ sông, chỗ Gia Bảo chết đó anh. Em nhớ bác sĩ pháp y nói Gia Bảo bị trượt chân, té xuống sông. Nó bị vướng vào rễ cây, rồi xác nó nổi ở đó luôn. Em đừng có nhớ mấy chuyện này nữa. Em đâu có muốn nhớ đâu anh, nhưng mà những cái hình ảnh đó nó cứ hiện trong tâm trí của em từng phút từng giây anh ơi. Cô tới đây làm gì? Gia Bảo còn từ đâu? Nó ở đâu? Gia Bảo ở dưới sông. Tôi xin lỗi chị, tôi xin lỗi chị. Cô đem Gia Bảo về đây cho tôi. Tôi xin lỗi chị, tôi xin lỗi chị mà. Cô đem Gia Bảo về đây cho tôi ngay. Cô đem về liền cho tôi đi. Tôi xin lỗi chị. Trả con cho tôi. Đồ giết người, đồ máu lạnh. Tôi thật sự không muốn. Tôi chỉ muốn bắt cóc Gia Bảo để chị hiểu được cảm giác mất mát của tôi thôi. Tại sao cô giết con tôi? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Tôi thương Gia Bảo lắm. Nó là một cậu bé rất ngoan. Trả lại con cho tôi, trả lại con cho tôi. Bỏ cái thói giường chồng của người ta đi, làm cho tôi đau khổ. Hai người thật là bỉ ổi mà. Tôi xin lỗi cô, tôi xin cô hãy trả cô tôi lại cho tôi đi. Tôi không muốn như vậy đâu. Tôi sẽ không gặp anh Khang nữa. Cô nói cô không gặp anh Khang nữa hả? Đúng rồi. Có thật không? Thật. Tôi xin cô, tôi không tin. Trả Gia Bảo lại cho tôi đi. Tôi không tin cô. Cô nói dối mà. Cô nói dối. Tôi nói thật mà. Không được Gia Bảo. Tôi nói thật chồng tôi. Tôi không tin cô. Tôi nói dối. Tôi nói dối. Tôi chết đi. Tôi đáng đời cô. Hả? Em sao vậy? Em có sao không? Em gặp ác mộng hả? Anh ơi, em nằm mơ thấy chưa? Đâm vào ngực em, đâm vào tim em. Em đau quá anh ơi. Em bình tĩnh đi. Việc cô ấy đã làm cũng chẳng khác nào đâm một nhát vào ngực, vào tim của chúng ta. Dạ, dạ thưa thầy, dạ thầy, em thấy cửa mở nên, dạ em học lớp pháp y 006 thầy. Sao? Tìm tôi có việc gì không? Dạ, em muốn gặp thầy để nói chuyện với thầy nhiều hơn. Khoảng 2 tiếng nữa tôi có giờ dạy, mà hình như là lớp của em đó. Dạ. Nhưng mà ở trong lớp hơi đông nên em hơi ngại. À thầy, em thấy khi thầy khám nghiệm tử thi á, khi mà thầy đặt dao mổ xuống á, thầy luôn nói là hy vọng. Thầy hy vọng điều gì ở một xác chết hả thầy? Em là nữ mà em dám chọn ngành này, tôi cảm thấy nể phục em đó. Sao, em không sợ hả? Dạ có. Ban đầu em cũng hơi sợ, vừa sợ máu,
sợ sự biến dạng, sợ mùi hôi, với lại sợ ma nữa. Em có sợ tôi không? Thầy nó giỡn thôi. Chứ còn giờ làm sao? Bây giờ hả? Bây giờ thì em quyết là em sẽ tìm ra tất cả các manh mối trên xác của nạn nhân để giúp cho người chết được thanh thản khi tìm ra được hung thủ đích thực giết hại mình. Mà em thấy cuộc sống con người bây giờ sao mong manh quá thầy. Họ vừa phải đối mặt với biết bao nhiêu là lo toan, rồi những tai nạn bất ngờ, thiên tai nữa. Vậy mà bây giờ họ còn phải đối mặt với cả đồng loại nữa, nơi mà những tưởng chỉ có sự yêu thương thôi. Chính vì vậy tôi luôn nói hy vọng trước khi đặt gia mộ xuống xác chết, là bởi vì tôi luôn muốn hy vọng rằng tất cả chúng ta đừng quá tàn nhẫn với nhau, giết hại đồng loại của mình. Mà cái đáng lo ngại có thể đó chính là cha của mình, mẹ của mình, chồng của mình, vợ của mình, và thậm chí cả người tình của mình nữa. Nhưng mà những kết quả xét nghiệm luôn luôn làm cho mình cảm thấy thật xót xa, phải không thầy? Nè, nhớ đừng có bao giờ đa cảm với những xác chết quá. Nếu không, em sẽ bị ám ảnh mãi đó. Kể cả ám ảnh trong những giấc mơ. Nhưng không thể nào không ám ảnh được. Vì tước đi mạng sống của một con người là một việc làm khủng khiếp nhất. Trong tất cả các tội ác mà em luôn băn khoăn, em không hiểu liệu những người đã ra tay tàn độc như vậy, họ sẽ tiếp tục sống như thế nào, cho dù ở trong nhà lao đi chăng nữa. Em nên nghiên cứu thêm môn tội phạm học đi. Dạ, cảm ơn thầy đã chịu nói chuyện với em. Tôi đang thắc mắc, không biết đây có phải là em hay là một linh hồn nào đó về đây nhập vô em để nói chuyện với tôi. Thầy, báo cáo với thầy, em là sinh viên lớp pháp y 006. Em chào thầy. Dạ. Thầy, chào em. Sao cô lại đây? Em đi tìm anh. Làm sao cô ra đây được? Em đi tìm anh mà. Em đi tìm anh. Em đi tìm anh. Cô đi ra đi. Em đi tìm cô anh. Đi ra đi. Cô đi ra đi. Em đi tìm anh. Em đi tìm anh mà. Em đi tìm anh. Anh Khang. Anh Khang. Anh bị sao vậy? Hả? Anh vừa nằm mơ. Anh Khang, anh có thương em không? Em muốn em và anh cùng chết. Còn sống ngày nào, em sẽ luôn lo lắng là cô Thu sẽ cướp mất anh. Nên em sẽ giết anh trước, rồi em sẽ tự sát. Em đừng có nói bậy. Để cùng anh chấm dứt những giấc mơ, em cũng đã mơ rất nhiều. Những cơn ác mộng đáng sợ đó. Em và anh, mình cùng nhau uống thuốc độc để chết nha anh. Em... để chấm dứt hết tất cả mọi đau khổ đó đi anh à. Hồng Thu, anh đang cần bình tĩnh. Em đừng có nói quở như vậy. Em mua thuốc độc luôn rồi nè. Em làm cái gì vậy? Đừng bao giờ nghĩ quẩn như vậy. Em cũng đừng coi thường mạng sống của mình. Mạng em không có đáng. Nếu em còn nói như vậy nữa, anh sẽ bỏ đi đó. Em đừng để cho anh phải quá sức chịu đựng như vậy nữa. Ai mới là người quá sức chịu đựng? Gia Bảo đâu phải là con của anh.
cho ly cà phê. Dạ. Dạ chào thầy. Chào em. Em có thể ngồi đây suốt ngày cũng được hả? Ờ, ý thầy là sao? Là còn phải học lý thuyết nữa đó. Ý thầy á là đuổi khéo em chứ gì? Làm gì có. Đuổi khéo em thì đâu có mời em cà phê. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Uống đi thầy. Cảm ơn. Thầy, sao thầy làm nghề này vậy? Sao hôm nay lại hỏi vậy? Bộ em không để ý sao? Mỗi một xác chết mai một câu trả lời. Nghề của mình là mang tiếng nói của người đã khuất đến cho người đang sống. Vậy thầy có, thầy có bị ám ảnh tâm lý không? Có. Theo thầy thấy, vào nghề càng lâu ám ảnh càng nhiều. Vậy thầy kể cho em nghe cái câu chuyện mà thầy bị ám ảnh gần đây nhất nha. Em có biết chuyên án bông trăng đỏ không? Dạ có. Có một người phụ nữ, tại vì quá hận tình địch đã cướp chồng nên đã bắt cóc con của tình địch và ngộ sát cậu bé. Do đâu mà em cho là ngộ sát? Thì em cũng đã được coi hồ sơ pháp y của Gia Bảo. Cậu bé bị trượt và chết ngạt dưới nước. Mổ xác cậu bé chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi. Em có tưởng tượng được không? Cậu bé tuy đã chết nhưng cứ như một thiên thần vậy. Tôi có cảm tưởng cậu bé như đang ngủ. Nếu chạm dao mổ vào xác chết đó thì cậu bé sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Thầy, thầy có sợ mùi tử khí không thầy? Còn em thì sao? Dạ có, sợ lắm thầy. Thầy có sợ không? Tôi cũng như em mà thôi, tôi cũng sợ. Khang chọn một địa điểm mở nhạc rất lớn. Có lọc được không? Dạ được. Chắc chắn là Khang sẽ cho Thanh biết Chương đang ở đâu. Anh Khang đi cùng em được không? Không, chắc em phải đi một mình. Cảm ơn anh. Em ơi, em phải hết sức cẩn thận. Trong lúc này công an đang bắt đầu theo dõi hai đứa mình đó. Dạ em biết rồi. Sao rồi? Họ rất cẩn thận. Chắc là mình phải theo thôi. Chứ em không nghe được gì hết. Tập hợp cả đội. Dạ. Anh có biết gì về nấu ăn không? Dạ có. Tôi biết nấu một vài món đặc biệt. Món gì? Như là cà ri và cháo. Nhưng đây là nhà hàng bán mì xào mà. Mong anh chỉ dẫn cho. Anh quen với chủ quán hả? Anh hỏi vậy ý là sao? Chắc vô anh biết nên anh mới được nhận vào. Vì không ai tuyển một người không biết gì như anh vào làm. Sao anh không xin làm phục vụ? Dạ tại tôi không thích tiếp xúc với nhiều người, cho nên muốn chọn bếp để làm. Dạ mong anh hướng dẫn cho tôi cách xào mì.
chào anh. Nói chồng cô thanh toán giúp chúng tôi đã hơn một tháng nay rồi. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn cô. Anh mới về hả? Ừ, anh đi vô gọi đầu một cái. Cả người anh sáng giờ mùi chiên xào không à. Anh khó chịu quá. Dạ. Em ra tiệm á, nhờ cô chủ chỉ em cách massage. Em làm thử cho anh nha. Anh thấy rất dễ chịu. Anh nói như vậy em vui lắm. Hả? Em, em sao vậy? Hay là em đã có... Để anh thay đồ anh chở em vô bệnh viện nha. Không phải, em bị trào ngược dạ dày. Em xin lỗi anh. Có gì đâu mà xin lỗi em. Chắc do số của vợ chồng mình hiếm muộn con cái. Mình chỉ tập trung theo dõi Thanh thôi. Còn Khang thì sao hả anh? Mời em xuống. Ủa, em đi một mình thôi sao? Không. Cô ấy có vẻ cẩn thận. Em nghĩ cô Thanh chưa đi liền đâu. Chờ xem sao đã. Sao rồi con? Sao rồi con? Dạ con biết chỗ chị rồi, nhưng mà chưa đi được. Sức khỏe của chị con sao rồi? Dạ, chị vẫn ổn. Ba mẹ đừng có quá lo. Nó đang ở chỗ nào? Thanh à? Dạ. Ba có một cách. Em nghe anh nói nè, anh xin em đừng bao giờ nghĩ tới cái chết nữa. Con đâu anh? Em đi vào trong nhà tắm thay đồ đi, rồi anh dẫn em đi gặp con nha. Thiệt hả anh? Em đi thay đồ liền. Anh nói là con chờ em chút xíu nha anh. Em
Có chuyện gì mà anh chị tới tận đây để tìm tôi vậy? Anh hãy cho chúng tôi biết chỗ của Chương đang ở. Anh Khang, Chương và Hồng Thu đều được điều trị về tâm thần, cả hai đều bị chấn động về tâm lý, có đúng không? Tôi đâu có biết chỗ Chương đang ở đâu. Tôi không tin. Tôi nói thật, tôi đâu có biết chỗ Chương đang ở. Với lại tôi cũng đang tìm Chương mà. Tôi xin lỗi. Anh Khang, anh Khang, nếu cố thuyết phục có thể là Khang sẽ cho mình biết. Để em. Ông Thu ơi. Anh Khang ơi. Em sao vậy? Giúp tôi với. Nhanh lên. Cảm ơn anh chị. Cổ sao rồi? Cổ ngâm mình dưới nước lâu quá cho nên bây giờ vẫn chưa tỉnh. Anh Khang à, nếu như anh nói chỗ của Chương, có lẽ sẽ sớm chấm dứt nỗi khổ của cả hai người. Người có lỗi thì phải chuộc, còn người cần sống thì phải sống với anh. Tôi muốn giúp cho Chương chuộc tội với Thu. Tôi sợ là cô ấy không qua được sự đau đớn của việc mất con, nhất là với ý nghĩ là vì cô ấy quen với tôi cho nên mới bị trời phạt lấy đi gia bảo của cô ấy. Cách gì? Tôi sẽ bù đắp cho Thu bằng cách để cho cô ấy ngoài vòng pháp luật. Đó là cách chuộc lỗi của anh sao? Nè, anh vào đi, cô ấy đã tỉnh rồi. Em tỉnh rồi hả Thu? Em muốn đi thăm con. Chừng nào em khỏe, anh sẽ dẫn em đi thăm con. Bây giờ em khỏe rồi, em muốn đi thăm con. Em cần con. Trồng bông trang đỏ lên mộ cho gia bảo vậy? Ai vậy? Chắc là người quản trang đó em. Anh chị có nhang chưa? Con cảm ơn chú đã trồng cho con trai của con mấy cụm hoa này. Không không, tôi không có trồng. Chính mẹ đứa bé trồng đó. Cô ấy trồng đó, trồng hết cả buổi sáng. Con đâu có trồng đâu. Con không có trồng mấy cái bông trang này. Cô à, để tôi phụ cho con. Dạ thôi, tôi muốn tự tay trồng cho con trai của tôi. Tội nghiệp thằng nhỏ. Thôi cô, sống chết có số mà, cuối cùng ai cũng phải chết. Nhưng mà tại tôi, thầy tôi nên con tôi nó mới chết.
Tội lỗi là do tôi. Tôi biết mà, người mẹ nào cũng đau khổ vì mất con. Hãy ráng vượt qua để sống tiếp đi chứ cô. Thôi được rồi, cảm ơn chú. Dạ, chào anh. Sao chú ấy lại nói là mẹ gia bảo trồng? Em đâu có trồng mấy cái cây này đâu anh. Sao chú ấy lại nói kỳ vậy anh? Tại sao như vậy hả anh? Em bình tĩnh, em trò chuyện với con đi. Nó đang nhớ em lắm đó. Dạ đúng rồi, chắc là con nhớ em lắm. Em cũng nhớ con lắm. Em nhớ gia bảo lắm. Con, mẹ nhớ con, mẹ cần con ơi. Gia bảo ơi. Họ đang nóng lòng muốn gặp chứ. Vậy bây giờ mình chia làm ba đi. Đồng ý. Nhớ liên lạc thường xuyên. Về thôi em. Em về, con sẽ buồn. Hồng Thu à, anh thật sự muốn nằm xuống đi nghỉ ngơi. Anh thấy mệt lắm rồi. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi. Nhưng em không muốn về. Em muốn ở lại đây với con. Được rồi, mình về em. Kéo dài thời gian. Cho tôi một cái giường và một ly cà phê. Diễn kịch khá lắm.
mang cho tao mà. Không rài, tao bệnh quá. Mày uống nước vô là hết bệnh à. Ủa, mẹ làm tao bệnh hả? Không, thôi mày uống nước đi. Làm gì giật mình dữ vậy mày? Ba làm con hết hồn. Tao làm gì mày hết hồn? Làm gì mà chạy dữ vậy? Nên ơi. Hả? Cô đó tới. Cô nào? Mẹ của con ma. Ba. Ba có thấy cô vẫn nhỏ theo không? Không. Vậy ba có hỏi là thằng nhỏ ở đâu không? Hả? Thằng nhỏ nhập học rồi. Dì cho tôi ở giờ thêm vài hôm. Cô cứ ở thoải mái. Không. Má, cô muốn cái gì mà quay trở lại đây vậy? Chắc là cô giận chồng bỏ đi thôi. Rồi thằng nhỏ làm sao? Thì má cũng nghe rồi đó. Biết cô nói thiệt không? Hay là quay trở lại đây trả thù mình về cái vụ bắt cóc nhỏ? Thì để coi cô muốn gì. Mày không ớn hả? Không lẽ cô làm gì được mình? Đen. Dạ. Mày thấy được người sao rồi? Không sao. Thiệt không mày? Thiệt. Bằng cách để cho cô ấy ngoài vòng pháp luật. Đó là cách chuộc lỗi của anh sao?
chuyện gì vậy? Giờ cũng không sao. Tôi xin lỗi vì đã làm bậy. Trước kia anh làm nghề gì? Tôi làm giáo viên. Ủa, tại sao lại chuyển nghề? Vì lương hả? Ngày nào cũng có cái khổ riêng của nó. Dạ, cảm ơn anh, tôi hiểu mà. Tôi thấy anh có vẻ không cam tâm khi tôi phân công cho anh rửa chén. Rửa xong đống chén rồi qua đó tôi chỉ cho món đặc sản của quán. Dạ. Chị thanh toán giùm em ạ. Em đếm lại coi đủ chưa? Dạ cảm ơn chị. Dạ rồi, đủ rồi chị. Nhưng tháng sau chị vui lòng thanh toán đúng ngày giùm em để em làm sổ sách. Ờ, chị biết rồi. Sao cô nỡ lòng nào giết Gia Bảo hả? Cô thật là độc ác. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi tại sao cô có thể làm như vậy được. Nói đi, cô đã làm gì Gia Bảo vậy hả? Tôi giết Gia Bảo để anh và cô ta mãi mãi đau đớn. Đồ khùng. Phải, tôi khùng vậy đó. Cô làm gì ngồi đó hoài vậy? Cô biết nấu cơm không? Vậy cô vô bếp bắt giùm tôi nồi cơm đi. Tôi mần mấy con cá kho ăn. Đen. Hả? Mày đang giấu gì vậy? Ở đâu có? Gặp mẹ ở ngoài chợ. Nó làm gì ngoài? Đi chợ. Nó đi với ai? Một mình. Sao nó đi một mình? Mẹ mà sao không cứ nói hoài vậy? Mày làm gì vậy Đen? Trời Phật ơi, bánh ngọt mày bỏ vô tủ rồi kiến bu tùm lum rồi sao? Cái thằng khùng.
tôi không tin là chị tôi giết người. Chúng tôi hoàn toàn không nói chị cô giết người, nhưng bắt cóc một đứa trẻ hơn một tháng trời để rồi gây ra cái chết oan uổng đó, cá nhân tôi nhận thấy chị của cô là một người quá tàn nhẫn. Chị Trương không tàn nhẫn, chị ấy rất đau khổ và hối hận. Vậy tại sao vẫn bỏ trốn? Chúng tôi yêu cầu cô và gia đình phải cung cấp chỗ ở hiện nay của cô Trương cho chúng tôi biết. Anh chắc là ở đây chứ? Tôi chắc. Chiếc xuồng tôi chèo vô vẫn còn ở đây nè. Phương, căn này có phải của cô Dương không? Đúng vậy. Anh nói là đã từng bị giam ở một cái nhà trên cái hồ nè. Phải. Nhưng bây giờ không biết căn nhà đó biến đâu mất tiêu. Cô ấy không muốn bị bắt thì sẽ tìm nhiều cách để ẩn nấp. Tất cả đường về của cô ấy đã bị chúng ta kiểm soát. Mai nghĩ chúng ta phải mở rộng phạm vi thôi. Cô ấy sẽ còn liên lạc với gia đình mình. Hy vọng là gia đình cô ấy sẽ không bao che cho cô ấy như trước đây nữa. Cũng khó lường được lắm. Con cố gắng đi tìm chị con về đây cho ba. Ba sợ, ba sợ ba không còn đủ sức đi chờ đợi nó nữa. Ba, ông nói gỡ gì vậy? Ba, biết đâu nay mai tôi chết bà ơi. Ba đừng có nghĩ quẩn nữa. Con hứa sẽ tìm chị về mà. Con dạy thì cái mà, nhưng cái dạy của nó quá sức mình. Gì vậy? Hết hồn à? Anh mà còn biết hết hồn nữa hả? Mấy chỗ nhạy cảm mấy mốt không giỡn vậy nữa nha. Con ngày xỉu chết à. Thôi đi đừng có xạo. Em thấy anh vô nhà xác á hả? Anh cầm dụng cụ anh mổ, rồi anh moi anh móc đủ trò hết trơn mà bị đặt xạo xạo. Người ta là con người chứ có phải sắt đá đâu mà không biết sợ. Mấy cái chuyện kia là người ta đã thấy rồi, chuẩn bị tâm lý rồi cho nên không có sợ. Vậy á hả? Sao? Qua đây chi vậy? Em có chuyện muốn hỏi anh nên mới qua đây nè. Hỏi gì? Anh nhìn thấy cái gì trên chiếc khăn này? Bông với cái chữ. Chữ này là chữ giờ tờ. Rồi sao? Nó có ý nghĩa gì? Giờ tờ là dễ thương. Mà nếu em không thích dễ thương thì là... Thôi. Ý em muốn hỏi á, cái này là một cái tên địa danh hoặc là một cái gì? Nó là tên của nhà sản xuất hay là tên của ông chủ bà chủ? Không phải. Em hỏi anh, nếu như mà anh là nhà sản xuất, anh muốn đưa sản phẩm của anh ra thị trường mà anh viết tắt tên công ty như vậy hả? Ừ, nếu là anh không làm vậy đâu. Ờ. Nhưng mà biết đâu ông chủ bà chủ này có gu lạ để tên của mình lên thì sao? Ai muốn mua, không mua thôi.
Nói chuyện với anh đúng là mệt luôn á. Điều tra kiểu này cứ lẫn quẩn hoài à. Muốn hết mệt không? Đi qua hỏi sếp á. Ê, mấy cái này mốt không được giỡn nghe chưa. Anh không chọc ghẹo em là anh không chịu nổi hay sao? Làm như em hiền lắm. Lần nào em vô em cũng hù người ta sợ không xỉu. Thôi đi, tôi ghét. Qua thương sếp kìa. Bỏ ra. Bỏ kia ra coi. Im đi. Bỏ ra. Đừng có la. Bỏ ra coi. Bỏ ra coi. Cô làm giống gì vậy? Để cô tắm cho. Không. Người gì đâu mà dơ khủng khiếp à. Kệ tôi. Đứng im. Ê, ê, cô làm gì vậy? Ê, ê, cô. Đứng im. Cô đi chưa? Ê, cô. Ê, ê. Ê, ê. Đứng im chưa? Cái thằng này. Đứng im. Bỏ tôi ra đi. Bỏ ra. Ờ giờ có người tắm cho còn la mày. Đứng im đi. Nghe chưa? Đứng im. Bỏ ra. Cái thằng. Nhà tôi 10 năm rồi mới có phụ nữ ở. Cô buồn chuyện gì mà bỏ nhà đi vậy? Tôi buồn chồng tôi. Anh mua cho tôi mấy quyển tập mấy cái viết để tôi dạy cho thằng nhỏ biết chữ. Nhưng mà sao cô ép nó học được? Nó ngu lắm. Con nít nó thông minh lắm. Anh đừng có nói vậy. Con tôi biết. Nó học không được đâu. Tại anh không biết. Chứ đứa trẻ nào cũng có năng khiếu riêng của nó hết. Ai thông minh chứ. Tôi nghĩ con tôi ngu. Nó có biệt tài đó. Anh không thấy nó có thể bắt chước được nhiều loại tiếng động sao? Cái đó mà tại gì. Tìm ở trên mạng nhưng mà không hề có một nhãn hàng nào mang tên Dầu Tờ hết đó. Chỉ thấy Dầu Tiếng anh nói là một khu du lịch. Anh nhớ là ở kế bên khu du lịch có một chỗ bán đồ lưu niệm, hình như là mấy người ở xóm đem đồ ra đó bán. Vậy mình đi thôi. Từ dân lâu tình vắng xa mà sao giờ đây tình đến như biến chào, tình ngất ngây lòng đổi thay, hôm mê đắm mê yêu thương, trao nhau vòng tay ghi nhau trong khát khao quân quyến luyến chẳng thế giờ. Tình yêu đó từ lâu lắm tôi đã quên rồi người ơi. Tình yêu đến lòng em trái chết với giữa ngã ba cuộc đời. Có những giọt nước mắt rơi lặng. Tình yêu đó ngày xưa ấy sao mai cho tôi gặp lại người. Tôi đã quên rồi người ơi. Tình yêu đến lòng em trái chết với giữa nhà ba cuộc đời.
những giọt nước mắt rơi rơi. Bay dịch trời, từ lớn tới nhỏ, từ đen tới trắng, từ mập tới ốm, ra khỏi ổ, ra khỏi ổ. Tôi đã sống qua bao ngày khó, tôi đã sống qua bao ngày buồn, nhưng quanh tôi vẫn có tiếng cười hồn nhiên. Ở nơi đó tôi luôn thầm nhớ mẹ cha dắt tôi qua từng nẻo đường, trong vòng tay nhà xưa là nơi khiến tôi.